Phụ nữ chúng mình chỉ có một thời thanh xuân mà thôi, tuổi trẻ sẽ trôi qua thật nhanh, chưa kịp đẹp đã già. Cũng như bà hay mẹ của bạn, bây giờ họ không còn nói nhiều về sắc đẹp nữa. Họ không còn quan tâm nhiều đến việc trong mắt mọi người mình có xinh đẹp không. Còn chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian cho chính mình, chỉ có một thời để đẹp mà thôi. Để năm hay 10 năm nữa chúng ta có thể khoe với con với cháu và tự hào rằng, mẹ đã từng một thời đẹp như thế. Vì thế mà trên thị trường hiện nay, thì kem 4K Plus 5X đang là chân ái của các chị em chúng mình đấy. Hãy cùng shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp tìm hiểu thêm về kem 4K Plus 5X ở video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này, có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sau thành công của kem 4K Plus dưỡng trắng da và kem Berry Plus dưỡng trắng kết hợp trị nám, công ty kem 4K đã cho ra mắt một dòng kem 4K Plus 5X mới dành cho chị em dùng ban ngày. Đây được xem là loại kem nền trang điểm kết hợp chống nắng và dưỡng trắng da rất hiệu quả. Chị em mình đã rất hài lòng với dòng kem 4K và Berry ban đêm rồi, nên cũng muốn dùng thêm kem 4K Plus 5X ban ngày nữa. Nhiều chị cứ hỏi em về dòng kem 4K Plus 5X ban ngày, vì thường xài mỹ phẩm ai cũng muốn sử dụng cùng bộ của một hãng. Vì cùng một hãng thì kem sẽ phù hợp hơn, không bị kích ứng da hay tác dụng phụ do mỗi hãng có một công thức kem khác nhau. Nhiều khi các chất kem phản ứng gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Vì thế sử dụng kem cùng một nhà sản xuất vẫn được chị em tin dùng nhiều hơn. Chỉ cần dùng một loại là đủ cho cả ngày dài làm việc. Không mất nhiều thời gian trang điểm, xong rồi lại thoa kem dưỡng, rồi thoa tiếp kem chống nắng. Kem 4K Plus 5X Thái Lan, ban ngày này sẽ giúp chị em mình giảm thiểu thời gian trang điểm, mà lại dưỡng trắng chống nắng hoàn hảo. Cuộc sống bận rộn quá rồi, tiết kiệm được khoảng thời gian nào hay lúc đó. Và điều cuối cùng là chị hãy mua đúng kem chính hãng để xài lên da đẹp, chứ mua phải hàng giả hậu quả khôn lường. Chưa thấy đẹp có khi còn gánh thêm nhiều hậu quả khác nữa các chị ạ. Tiền sẽ không còn là vấn đề nếu như chị trở nên xinh đẹp. Vì đẹp rồi thì được chồng yêu chiều, đẹp thì tìm được công việc dễ dàng, ai cũng muốn có một gương mặt dễ nhìn trong công ty, như là bộ mặt của công ty vậy. Đẹp thì lúc nào cũng cảm thấy tự tin, yêu đời và hạnh phúc hơn. Kem 4K Plus hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là, bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.